trên 2 tỷ đồng. Đây là chiếc nhẫn vàng nguyên khối AU750 với những viên kim cương mà viên nào cũng to hết. To ở đây có nghĩa là một chiếc nhẫn kim cương thường sẽ có viên chủ, hoặc là có những viên kim cương không có viên chủ, hoặc là những chiếc nhẫn không có viên chủ nhưng mà full kim cương tấm. Và đây là thuộc chiếc nhẫn có viên chủ 9.5 ly. Và hai bên hông, hai bên thành của chiếc nhẫn này sẽ có 4 viên mỗi bên, mỗi viên là 4.5 ly tuyển chọn. Giá trên 2 tỷ đồng từ vàng nguyên khối AU750, không bọt không xốp, chuẩn hội ngoại vàng hồng Rogol ánh sáng bóng, từ những viên kim cương lấp lánh, từ máy móc chuyên nghiệp chia ổ cháo hột, kỹ thuật chuyên sâu nhận hột, cũng như là kỹ thuật làm sạch bề mặt đáy của viên kim cương trên nền vàng để hỗ trợ tạo sự lấp lánh tối đa cho những viên kim cương này phát sáng một cách tuyệt vời nhất. Đây là một mẫu nhẫn Kỳ Lăng thực hiện theo yêu cầu từ hình ảnh, từ cái khía cạnh này ở dưới viên kim cương để tăng độ sáng, tạo hiệu ứng lấp lánh ánh sáng cho viên kim cương này, cũng là từ ý tưởng, ý kiến của khách hàng, và Kỳ Lăng thực hiện một cách trọn vẹn 100% theo ý của khách hàng. Nếu như quý khách muốn sở hữu những chiếc nhẫn nào mà mình thích, hoặc là mình muốn, hoặc là tự ý tưởng, hãy đến với Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng sẽ thực hiện và hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất, tỉ mỉ nhất, tinh tế nhất, đúng tiêu chí cao cấp luxury của Kỳ Lăng, để phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc, sản phẩm cao cấp, thú chơi, đồ cao cấp luxury tuyệt vời nhất đến với tất cả quý khách hàng. Một lần nữa Kỳ Lăng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng, và Kỳ Lăng kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.